Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ giới thiệu cho quý anh chị những mã quần kaki nằm trong cái lô hàng quần kaki mới cập bến tại nhà sành Đồ Si với mức giá là đồng giá 250k trên một sản phẩm và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho quý anh chị. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và các sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta thì đa số là các sản phẩm quần với tông màu tối. Quý anh chị chúng ta yêu thích những cái tông màu trung tính như thế này thì có thể lựa chọn được rất nhiều các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó, vâng, sản phẩm đầu tiên nhà sành Đồ Si giới thiệu đến quý anh chị sẽ là một con quần kaki tông màu đen đến từ thương hiệu Clifton. Một sản phẩm của Urban Slim, mã sẽ là K436, chiều dài sẽ là 100, bụng là 82, đùi là 26 và ống là 16cm. Sản phẩm sẽ dành cho quý chị nào chúng ta thường mặc size 31 thì có thể lựa chọn em này. Đây là một sản phẩm quần với cái form tương đối ôm, bác nào muốn mặc gọn gàng thì lựa chọn em này. Chất liệu sẽ là kaki dày dặn và có cái độ co giãn cũng tương đối tốt. Đó là một con quần rất là dễ mặc dễ dùng, quý chị có thể lựa em này chúng ta mặc ở đi chơi đi làm rất là ok. Và cái tông màu đen là một cái tông màu mà quý chị chúng ta có thể phối đồ với tất cả các thể loại quần áo cũng như là các cái màu sắc khác nhau, mình đều có thể sử dụng cái sản phẩm quần kaki tông màu đen như này. Ở toàn bộ túi trước túi sau đầy đủ để quý chị chúng ta sử dụng, mình đựng ví tiền điện thoại cũng rất là ok. Ở khóa thì cũng là khóa kim loại rất là xịn sò, quý chị chúng ta yên tâm về cái độ bền của sản phẩm. Mã của sản phẩm sẽ là K436 cho một con quần kaki tông màu đen, chất liệu sẽ là kaki hàng dày dặn. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con quần cũng là cái tông màu đen này. Con này thì sẽ là một cái sản phẩm với mã K437, chiều dài là 83, bụng là 74-86, đùi là 25 và ống là 16cm. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Polo Club, mà đằng sau mình có một cái tác gia của thương hiệu. Và con này sẽ là một cái sản phẩm mà cái chất liệu siêu dày dặn luôn. Bác nào mà muốn những cái sản phẩm cực kỳ dày dặn để cho cái độ bền nó cao thì có thể là lựa chọn em này, là một trong những cái sản phẩm chất liệu cực kỳ dày dặn và nó sẽ có một cái độ co giãn nhẹ nên là quý chị chúng ta mặc yên tâm là vẫn mặc được form chuẩn form và lại còn rất là thoải mái nữa. Mã là K437. Thông số thì nhà sành Đồ Si sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình của quý chị. Chúng ta có thể là chủ động theo dõi để mình lựa chọn ra những cái sản phẩm sao cho nó vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Sản phẩm này sẽ có mã là K437 dành cho quý chị nào chúng ta thường mặc size 28 thì có thể là lựa chọn em này. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con quần tông màu ghi. Con này thì sẽ có mã là K438, chiều dài là 98, bụng là 84, đùi là 31 và ống là 20. Các bác nào thường mặc size 32 thì có thể lựa chọn em này. Sản phẩm này thì sẽ là một cái chất liệu vải rất là dày dặn luôn và cái form của nó sẽ là một cái form suông ống tương đối là rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta sử dụng. Cái tông màu này lên thì lại rất trẻ trung và rất là nhã nhặn lịch sự, quý chị hoàn toàn có thể lựa em này mình mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Và đằng sau thì có thiết kế đầy đủ túi để quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại, mà đằng trước thì cũng là các cái túi chéo rộng rãi cho quý chị chúng ta có thể sử dụng. Khóa thì cũng là khóa kim loại luôn nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái độ bền của sản phẩm. Mã sản phẩm sẽ là K438 cho một con quần với cái tông màu ghi cực kỳ dễ mặc dễ dùng. Và con này sẽ là một sản phẩm của H26 này, quý chị có thể thấy được cái tem mác các thứ là cũng đầy đủ ở bên trong. Mã của sản phẩm là K438. Sản phẩm tiếp theo nhà sành Đồ Si giới thiệu đến quý chị sẽ là một con quần với tông màu xanh tham, mã là K439, chiều dài là 93, bụng là 74, đùi là 27 và ống là 16cm. Các bác nào thường mặc quần size 27 thì có thể lựa chọn em này với cái form dáng suông cũng rất là dễ mặc dễ dùng, cũng tương đối là ôm gọn gàng. Và cái phần thiết kế của mình là cái thiết kế rất là đơn giản với cái phần khóa sẽ là cái khóa cài, dưới đây khóa cũng là hàng kim loại luôn đó. Và đằng trước thì mình cũng có túi chéo này để quý chị chúng ta sử dụng. Và đằng sau toàn bộ túi sau thì có thêm cả cái phần cúc để quý chị chúng ta đựng đồ không lo bị rơi bị mất. Và chất liệu của em nó thì cũng là cái chất liệu kaki cực kỳ dày dặn luôn, không co giãn nên là mình mặc đứng form chuẩn form. Mã sản phẩm là K439. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ cho nhà sành Đồ Si để đặt hàng em này. Và quý chị chúng ta lưu ý một chút là ở cái phần gấu quần mặt đằng sau chúng ta có một cái vết bẩn nho nhỏ. Đó, nó sẽ hơi bẩn một chút, nếu như mà quý chị chúng ta ok bỏ qua được cái lỗi này thì có thể là lựa cho em này. Cũng không rõ là cái vết bẩn này mình có thể xử lý được không. Mã của sản phẩm là K439.
Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần với cái tông màu ghi, cũng là một cái tông màu ghi rất là dễ mặc dễ dùng. Mã sẽ là K440, chiều dài là 107, bụng là 82, đùi 29 và ống là 17 cm. Các bác mặc size 31 thì có thể lựa chọn em này với cái form dáng suông và ống tương đối là gọn gàng. Nó sẽ hơi ô một chút, tuy nhiên không phải là một cái hàng quá bó, nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc rất là thoải mái dễ chịu. Tông màu ghi này thì lên vừa trẻ trung mà lại vừa dễ mặc dễ dùng, dễ phối đồ. Và mặt đằng sau cũng là thiết kế có túi đầy đủ để quý chị chúng ta sử dụng. Mặt đằng trước thì cúc khóa các thứ là làm cũng rất là tinh kỹ, rất là tỉ mỉ. Quý chị chúng ta yên tâm là một con hàng rất là nét luôn. Và con này thì sẽ rất là thích hợp để quý chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm với cái tông màu ghi lên form dáng cực kỳ trẻ trung. Và mã sẽ là K440. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì có thể liên hệ cho nhà sành Đồ Si để đặt hàng em này. Chất liệu rất là dày dặn nên là quý chị chúng ta yên tâm. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con quần kaki với cái tông màu đen. Có lẽ là một sản phẩm của nhóm Hot Hang và mã sẽ là K441. Chiều dài là 101, bụng là 76, đùi là 26 và ống sẽ là 16 cm. Dành cho các bác chúng ta thường mặc size 28 thì có thể lựa cho em này. Form dáng cực kỳ đẹp luôn, form suông mặc hơi ôm một chút. Và mà bên trên này thì chúng ta cũng đầy đủ các cái thiết kế cơ bản của một cái sản phẩm quần kaki, đầy đủ túi trước, túi sau và các cái phần khóa này của mình là khóa kim loại. Đó, con này sẽ là một cái dáng slim này, đó nó sẽ là hơi ôm một chút. Mã của sản phẩm là K441 cho một sản phẩm của con ha. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là đặt hàng. Một sản phẩm cực kỳ dễ mặc dễ dùng luôn, chất liệu kaki dày dặn và nó không có giãn nên là quý chị chúng ta mặc đứng form chuẩn form. Mã K441 tông màu đen rất là dễ mặc dễ phối. Sản phẩm tiếp theo cũng lại là một con quần kaki tông màu đen. Con này sẽ là một sản phẩm của nhà Hắc Mai. Mã sẽ là K442. Chiều dài sẽ là 98, bụng là 74, đùi là 28 và ống là 20 cm. Dành cho các bác thường ở size 27 thì có thể lựa cho em này. Form của em này sẽ là một cái con form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta lựa chọn. Cũng với các cái thiết kế có túi đầy đủ này, túi rất là rộng rãi luôn, nên là quý chị chúng ta yên tâm mình sử dụng đựng rất là nhiều đồ đạc, mình đựng ví tiền điện thoại thoải mái. Và thiết kế khóa cũng là khóa kim loại đó, trơn tru mượt mà, nên là quý chị chúng ta yên tâm. Mặt đằng sau cũng thiết kế túi có cúp luôn, quý chị chúng ta có thể bảo quản đồ đạc rất là tốt. Mã của sản phẩm này là K442 cho một sản phẩm của nhà Hắc Mai. Áo form dáng suông và cái màu sắc này là cái màu sắc quý chị có thể phối đồ rất là đơn giản dễ dàng rồi. Chất liệu kaki mềm và con này sẽ là không co giãn, mặc đúng form, chuẩn form, lên form dáng rất là đẹp cho quý chị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một con quần với tông màu xanh than. Cũng là một trong những cái tông màu mà được quý chị chúng ta rất là yêu thích, vì là phối đồ cũng rất là đơn giản dễ dàng và lên form dáng nó lại còn rất là trẻ trung nữa. Và mã của sản phẩm này sẽ là K443, chiều dài là 93, bụng là 78, đùi là 26 và ống là 16 cm. Quý chị chúng ta thường mặc quần size 29 thì có thể lựa chọn em này. Cũng là một con quần form dáng suông, ống nó sẽ hơi ôm một chút. Dành cho bác nào mà yêu thích sự gọn gàng thì chúng ta có thể lựa chọn em này. Bên trên quần thì chúng ta có thể thấy là những cái thiết kế cũng rất là đẹp, rất là cơ bản thôi, với các cái phần túi này cho quý chị chúng ta sử dụng. Đó, coi kỹ hơn một chút về các cái chi tiết ở mặt đằng trước. Mặt đằng sau thì cũng là thiết kế có túi đầy đủ. Con này ở mặt đằng sau mình còn có thêm một cái tem mác người ta gắn ở đằng sau nữa. Mã là K443. Còn về chất liệu thì khỏi bàn luôn, em này là một cái chất liệu kaki cực kỳ dày dặn và nó sẽ có một cái độ co giãn nhẹ nhẹ để quý chị chúng ta mặc sao cho nó thoải mái dễ chịu. Mã của sản phẩm thì sẽ là K443. Các nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay lựa chọn em này. Tiếp đến thì chúng ta có một con quần với cái tông màu đen. Con này sẽ là một chất liệu kaki cực kỳ mềm. Mã sẽ là K444, chiều dài là 100, bụng là 86, đùi là 29 và ống là 17 cm. Dành cho bác nào chúng ta thường mặc quần size 33 có thể lựa chọn em này. Và form dáng của em này sẽ là một cái form dáng suông, ống tương đối là ôm gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo cho quý chị là mặc cực kỳ thoải mái dễ chịu luôn. Với cái tông màu đen thì quý chị chúng ta yên tâm là có thể phối hợp với đa số các thể loại quần áo trang phục với các cái màu sắc khác nhau, mình đều có thể sử dụng em này được, nên là đây sẽ là một cái sản phẩm rất là hữu hiệu cho quý chị để chúng ta lựa mặc hàng ngày. Đó, các cái thiết kế ở bên trên mà đằng trước cũng là những cái thiết kế cực kỳ tối giản để quý chị chúng ta lựa chọn em này, chúng ta mặc đi chơi đi làm rất là hợp lý. Mã sẽ là K444. Có tem mác các thứ thì quý chị chúng ta coi kỹ hơn ở mặt bên trong. Con này là một sản phẩm của nhà My Bright.
Sản phẩm tiếp theo là sành Lucy giới thiệu đến quý chị là một con quần kaki với tông màu xanh thang, kiểu màu xanh đen, nói chung là hơi đậm một chút. Con này sẽ là một sản phẩm của lông thon, mã sẽ là K445, chiều dài là 107, bụng là 74, đùi là 26 và ống là 18cm. Size 27, bác nào mà muốn mặc những cái form suông thì có thể là lựa chọn sang em này. Vì cái form này sẽ là cái form rất là dễ mặc, dễ dùng. Nó không quá rộng mà cũng không phải là một cái ống quá ôm. Và cái tông màu xanh than này là một cái tông màu quý chị có thể là phối đồ rất là dễ rồi. Tem mác các thứ là ở đầy đủ ở bên trong. Chất liệu của nó thì cái khóa của mình thì sẽ là cái khóa đồng kim loại này. Còn chất liệu của sản phẩm sẽ là cái kaki rất là dày dặn. Nó là cái thể loại kaki mềm, nên là quý chị chúng ta mặc rất là yên tâm, mặc cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Và cái sản phẩm của mình là không co giãn, nên là quý chị mặc đúng form, chuẩn form luôn, lên form đảm bảo là rất là đẹp cho quý chị. Mã của sản phẩm này sẽ là K445, một sản phẩm quần kaki mềm màng dày dặn rất là đẹp luôn. Với cái tông màu này thì mình yên tâm mình mặc hàng ngày, mình phối đồ với tất cả các thể loại trang phục quần áo khác nhau. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một con với tông màu xanh than, tuy nhiên con này thì màu sắc nó sẽ sáng hơn một chút. Mã của sản phẩm sẽ là K446, chiều dài là 103, bụng là 86, đùi là 30 và ống sẽ là 18cm. Các bác thường mặc quần size 33 thì có thể là lựa cho em này. Con này cũng là một con quần kaki dày dặn. Một con quần kaki dày dặn với cái chất liệu là không có giãn, nhưng mà nó là cái hàng kaki mềm, nên là quý chị chúng ta vẫn yên tâm là mình mặc cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Form của em này cũng là một cái form suông không quá ôm mà cũng không phải là cái hàng ống rộng, nên là mình mặc rất là vừa vặn luôn. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này có thể là nhắn tin cho nhà sành Lucy để đặt hàng em này. Ở bên trên cái phần cạp và túi các thứ người ta làm cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ cho quý chị. Phần khóa của mình thì sẽ là cái khóa cài rất là thuận tiện để quý chị chúng ta sử dụng. Túi trước cũng là cái túi rất là rộng rãi thoải mái, túi sau quý chị có thể dùng để mình đựng ví, tiền, điện thoại. Mã của sản phẩm là K446, một con quần kaki tông màu xanh than, form dáng suông rất là dễ mặc, dễ dùng. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con quần với cái tông màu ghi. Mã của sản phẩm sẽ là K447, chiều dài là 92, bụng là 74-90, đùi là 29 và ống là 14-17cm. Cái phần gấu của mình sẽ là cái gấu được bo chun, đó, chun co giãn rất là tốt, nên là nó có thể ôm gọn vào cái phần cổ chân của mình, lên form dáng một em quần rất là năng động và cũng rất là gọn gàng. Mã là K447 với một sản phẩm quần kaki tông màu ghi. Hàng mẫu cái màu này quý chị lên cực kỳ trẻ trung luôn, và cũng rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Mặt đằng trước mình có một cái thiết kế túi rất là rộng rãi thoải mái này, mặt đằng sau cũng đầy đủ túi cho quý chị chúng ta sử dụng. Phần cạp của em này thì sẽ là cái cạp chun co giãn rất là tốt, và còn có thêm một cái dây cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần cạp sao cho vừa vặn với cái vòng bụng của mình. Mã của sản phẩm sẽ là K447, một con quần kaki dày dặn rất là đẹp. Quý chị chúng ta yêu thích thì có thể là liên hệ để đặt hàng em này. Tiếp đến thì là một con quần kaki với tông màu xanh than, một sản phẩm của nhà Reaction. Mã của sản phẩm sẽ là K448, chiều dài là 105, bụng là 86, đùi là 28 và ống là 18cm. Các bác nào thường mặc quần size 33 thì có thể là lựa chọn em này. Con này cũng là một cái con form dáng suông, và cái ống này cũng là một cái ống tương đối ôm, mặc gọn gàng, nó không đến nỗi là quá bó đâu, nên là quý chị chúng ta yên tâm vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Và cái tông màu xanh này là một cái tông màu quý chị chúng ta phối đồ rất là ok, rất là dễ dàng rồi. Mà đằng sau cũng là thiết kế đầy đủ, có túi này, đằng trước cũng là túi chéo rộng rãi để quý chị chúng ta sử dụng. Khóa cũng toàn bộ thì đều là cúc khóa hàng kim loại. Ở bên trong này thì chúng ta có một cái tag mark của thương hiệu. Mã của sản phẩm là K448. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu xanh than và với cái chất liệu kaki mềm mại, dễ mặc dễ dùng thì chúng ta nhanh tay lựa chọn em này. Mã sản phẩm sẽ là K448. Tiếp theo chúng ta lại có một con với cái tông màu xanh than nữa. Con này cũng là một con ống suông, dành cho bác nào mà muốn mặc cái chất liệu vải nhẹ nhàng thì chúng ta lựa chọn em này. Mã sản phẩm là K449, chiều dài là 102, bụng là 82, đùi là 30 và ống là 18cm. Size sẽ là size 31. Quý chị có thể thấy là ở trên này chúng ta có một cái thiết kế lưới này. Đó, nói chung là có thêm một vài các cái điểm nhấn cho sản phẩm của mình. Cái miệng túi cũng là có thêm cái lót lưới luôn. Túi trước, túi sau cực kỳ rộng rãi và đầy đủ khóa này, các thứ làm rất là cẩn thận tỉ mỉ cho quý chị. Bác nào mà muốn mặc cái kiểu form suông, chất liệu mềm mịn thì có thể lựa chọn cho em này, mã K449, form tương đối là ôm gọn gàng.
Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con chuột với tông màu kaki đậm. Con này sẽ là một sản phẩm có mã K450, chiều dài là 91, bụng là 78, đùi là 25 và ống là 16cm, size 29. Bác nào muốn mặc vào form ôm thì hãy lựa chọn em này. Cái tông màu ghi của em này cũng là một cái tông màu lên rất là trẻ trung và dễ mặc dễ phối cho quý chị. Thiết kế cơ bản đầy đủ túi trước túi sau. Và đây sẽ là một sản phẩm của nhà Blue Fox. Con này sẽ là một con unisex casual này. Đó là một sản phẩm mặc hàng ngày, phù hợp cho quý chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm rất là ok. Form dáng ôm và chất liệu kaki siêu dày dặn luôn. Lại còn co giãn rất là tốt như này thì đảm bảo là mình mặc rất là ưng, rất là thoải mái rồi. Và mã của sản phẩm là K450. Bác nào mà yêu thích cái tông màu ghi thì đừng bỏ qua em này. Là một con hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó, từ form dáng màu sắc cho đến chất liệu nói chung là cũng không chê vào đâu được. Mã K450. Tiếp theo thì sẽ là một con quần tông màu rêu. Đó, bác nào mà muốn đổi gió một chút thì chúng ta lựa sang cái màu rêu như thế này. Mã là K451, chiều dài là 106, bụng là 76-84, đùi là 28 và ống là 17cm, size 2XL. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Jean Michael Basquiat. Đó, tem mác các thứ là nó sẽ gắn ở bên trong cho quý anh chị. Và toàn bộ các cái phần cúc khóa này đều là kim loại rất là xịn sò và cái độ bền rất là cao. Quý anh chị có thể yên tâm lựa chọn cái sản phẩm này. Form dáng của mình cũng là một cái form dáng suông, tuy nhiên thì lại mặc cũng tương đối là gọn gàng, không quá ôm đâu, nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái độ thoải mái dễ chịu của em này. Chất liệu cũng là cái hàng cao cấp rồi, mặc cực kỳ là thoải mái và cái chất liệu của mình nó cực kỳ là mềm mịn thôi, nó không phải là một cái hàng kaki quá dày nhưng mà nó vẫn đảm bảo cho mình là cái độ đứng form, chuẩn form của cái sản phẩm. Mã sẽ là K451. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này cũng như là cái tông màu rêu thì quý chị có thể là nhanh tay đặt hàng em này. Rồi, sản phẩm tiếp theo nhà sản xuất giới thiệu đến quý chị sẽ là một con quần với tông màu vinh. Sản phẩm sẽ có mã là K452, chiều dài là 96, bụng là 82, đùi là 30 và ống là 19cm. Dành cho quý chị chúng ta thường mặc size 31 thì có thể lựa chọn này. Con này là một sản phẩm của nhà Ozen. Và cái chất liệu của em nó thì sẽ là cái chất liệu kaki mềm cực kỳ dày dặn luôn. Có thể cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn một chút để chúng ta thấy là cái chất liệu của em này là một cái chất liệu rất là xịn, cực kỳ mềm mà lại còn rất là dày dặn, đảm bảo những cái chất liệu lên chất liệu như thế này thì lên rất là đứng form, chuẩn form cho quý chị. Và cái tông màu của em này sẽ là một cái tông màu ghi cũng rất là trẻ trung và dễ mặc dễ phối, với các cái thiết kế cơ bản từ túi trước túi sau này cho đến các phần cúc khóa cũng làm rất là tinh tế tỉ mỉ. Đó, cạp thì có đầy đủ các cái phần đĩa quần để quý chị chúng ta sử dụng nếu như mà mình cần. Và mã của sản phẩm là K452. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ đặt hàng. Một con hàng mà quý chị chúng ta đặt về không bao giờ thất vọng luôn. Chất liệu rất là đẹp và cái form dáng cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Form dáng suông tương đối là rộng rãi thoải mái. Mã sẽ là K452. Và sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con quần tông màu xanh thẳm. Đó, cũng là một cái tông màu lên cực kỳ trẻ trung và dễ mặc dễ dùng. Mã K453, chiều dài là 100, bụng là 86, đùi là 26 và ống là 17cm. Bác nào thường mặc size 33 thì có thể lựa chọn em này. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Binpon Sport này. Đó, form dáng cũng rất là năng động trẻ trung và hoàn toàn có thể lựa chọn em này, mình mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Và có thể là mình lựa em này chúng ta đi tập buổi sáng cũng rất là ok luôn. Vì cái form dáng của nó trông cũng khá là thể thao và cái chất liệu lại là cái chất liệu cực kỳ mềm mịn, mình vận động nó rất là thoải mái. Và toàn bộ các cái phần cúc phần túi thì đều có khóa này để quý chị chúng ta đựng đồ mình không lo bị rơi bị mất. Đó, mặt đằng sau cũng đầy đủ túi cho quý anh chị chúng ta sử dụng luôn. Mã của sản phẩm là K453, dành cho bác nào mà yêu thích cái tông màu xanh than và cái form dáng suông tương đối là ôm gọn gàng thì chúng ta lựa chọn em này. Chất liệu nó sẽ là có cái độ co giãn nhẹ để quý chị chúng ta mặc sao cho nó thoải mái. Đó, mã K453. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần kaki mềm tông màu đen. Con này sẽ có mã là K454, chiều dài là 108, bụng là 84, đùi là 30 và ống là 22cm, size 32. Form dáng suông cực kỳ dễ mặc dễ dùng. Bác nào mà yêu thích cái kiểu form quần ống rộng thì chúng ta lại đặt hàng sang em này. Và cái phần bên trên này chúng ta cũng thiết kế có cúc, có khóa kim loại luôn, nên là mình yên tâm là về cái độ bền của sản phẩm. Túi trước cực kỳ rộng rãi thoải mái này, mặt đằng sau cũng là các cái phần thiết kế túi cẩn thận để quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại. Và chất liệu bên này sẽ là cái chất liệu kaki mềm,
Đó, nên là mình cái con này mình mặc nó sẽ là kiểu hơi suông suông một chút, nó không phải là đứng form. Mã của sản phẩm là K454 cho một con quần kaki mềm tông màu đen. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì đừng ngần ngại mà liên hệ ngay cho nhà sành Đồ Si. Có một con hàng rất là đẹp luôn. Tiếp đến thì chúng ta có một con quần với cái tông cũng là cái tông màu đen này. Con này sẽ là cái chất liệu vải rất là dày dặn, mã K455, chiều dài là 85, bụng là 84, đùi là 27 và ống là 17cm, dành cho các bác thường mặc quần size 32. Và form kiểu này sẽ là một cái form tương đối gọn gàng, chiều dài của nó sẽ là kiểu mặc hơi lỡ một chút. Đó, bác nào mà muốn mặc thật là gọn thì chúng ta lựa chọn em này. Với cái thiết kế vô cùng đơn giản, cũng với đầy đủ túi trước túi sau, cái phần khóa của mình là khóa cài, rất là thuận tiện để quý chị chúng ta sử dụng. Bác nào mà mặc rộng bụng mình còn có thể sử dụng thêm dây lưng luôn, đầy đủ các vật đĩa quần cho quý chị chúng ta sử dụng. Con này thì rất thích hợp để quý chị chúng ta mặc đi chơi đi làm. Với cái tông màu đen mình có thể phối đồ rất là dễ dàng. Mã là K455 cho một con quần tông màu đen, chất liệu dày dặn nên là quý chị chúng ta yên tâm. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo, quý chị có thể thấy cái tag đen cực uy tín của Uniqlo ở bên trong. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay của chúng ta. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay. Hy vọng là quý chị chúng ta có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Và xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.